Thưa các bạn, khi đã kết hôn hoặc mới chỉ đính hôn mà bạn có một lời mời gọi, một lời khêu gợi của người thứ ba, cách ứng xử của chúng ta ra sao? Tôi đoán chắc với các bạn rằng ít nhất có một người trả lời trong thầm kín rằng cũng vui vui, tranh thủ hóng gió trời một chút. Nếu có ai trách cứ họ, đồ sở khanh, họ sẽ bao biện: tôi vẫn yêu, vẫn lấy người ta, chỉ hóng gió trời một chút thôi mà. Một cái nắm tay, một nụ hôn thôi, có làm sao đâu. Sao mà xét nét đến vậy? Và bài viết: chồng ơi, bạn gái cũ gọi anh này, đăng trên trang VN Express số ra ngày 10 tháng 2 năm 2020 là một cách ứng xử. Xin mời các bạn cùng nghe. Trong cuộc đời, bạn có thể gặp gỡ nhiều người, hẹn hò cũng không ít, nhưng người theo bạn đến cuối đường đời lại chỉ có một người. Chồng ơi, có ai gọi anh kìa? Người nam: alo. Người nữ: alo, là anh phải không? Người nam: xin lỗi, ai vậy? Người nữ: em là... Người nam: ô, là em à? Gọi anh có việc gì thế? Người nữ: anh có thể ra ngoài một chút không? Em đang ở gần nhà anh nè. Chồng cứ đi đi, em tin tưởng ở anh mà. Và lát sau, tại quán cà phê, người nữ: anh uống cà phê nhé. Người nam: em có việc gì thì nói nhanh một chút, bây giờ đã muộn rồi, anh không yên tâm khi để cô ấy ở nhà một mình, cô ấy sợ tối lắm. Người nữ: em ly hôn rồi anh ạ. Người nam: tại sao vậy? Chẳng phải cậu ấy rất yêu em sao? Người nữ: anh ấy đã có người phụ nữ khác. Rồi cô gái khóc nấc lên một hồi. Người nam: đừng đau lòng quá như thế, em vẫn còn trẻ, còn có người tốt hơn xứng đáng với em. Người nữ: anh có hận em không? Người nam: tất cả đã qua rồi mà. Giờ anh coi em là một người bạn, không còn chuyện hận thù gì đó nữa. Người nữ: anh nói thật chứ? Người nam: ừ, đương nhiên rồi. Anh đã bao giờ nói dối em chưa? Người nữ: Anh còn yêu em không? Người nam im lặng một hồi lâu, đôi mắt man mác buồn. Người nữ: chúng mình kết hôn nhé, em nhất định sẽ là một người vợ hiền thảo. Người nam: anh có vợ rồi mà, tuần trước anh và cô ấy đã đăng ký kết hôn, tụi anh cũng sắp tổ chức rồi. Người nữ: thì vẫn là chưa cưới mà. Người nam: không thể được, cô ấy thật sự rất yêu anh, anh không thể làm cô ấy tổn thương được. Người nữ: nếu anh ngại không muốn nói thì hãy để em đi nói với cô ấy. Người nam: cũng không được. Người nữ: tại sao vậy? Người nam: bởi vì anh là đàn ông, vì chuyện đó không thể được. Người nữ: em biết anh vẫn còn yêu em, và em cũng yêu anh, vậy tại sao chúng ta không thể đến được với nhau? Người nam: em thật sự muốn biết tại sao ư? Đôi mắt nhìn về xa xăm. Người nữ khẽ gật đầu. Em à, anh xin lỗi nếu những lời này vô tình khiến em chạnh lòng, nhưng mong em hãy hiểu. Anh biết rằng yêu một người là không hề dễ dàng.
Anh cũng hiểu rằng cảm giác tổn thương khi bị bỏ rơi là đau khổ thế nào. Vì vậy anh không thể rời xa cô ấy. Khi quyết định tiến tới hôn nhân, anh đã thầm hứa với lòng mình rằng cô ấy sẽ là người con gái duy nhất của đời anh. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì đi nữa, anh không cho phép mình có lỗi với cô ấy, không cho phép mình phản bội lại cô ấy. Cho dù sau này có mưa gió hay bão tố, anh sẽ đều che chở cho cô ấy đến cùng. Cô ấy rất yêu anh, lại ngốc nghếch, rất thánh thiện. Bất kể làm việc gì đều nghĩ cho anh. Hôm nay cũng chính cô ấy khuyên anh tới gặp em, nên anh mới tới đây. Cô ấy tin rằng anh sẽ không làm gì có lỗi. Khi cô ấy đồng ý lấy anh là đã quyết định sẽ trao cả cuộc đời mình cho anh. Bởi vậy nên anh không cho phép mình chà đạp lên lòng tin của cô ấy. Người nữ, em hiểu rồi. Khi người con gái đồng ý lấy người mình yêu là họ đã quyết định sẽ trao cả cuộc đời của mình cho người con trai. Trên thế giới này có hai loại vẻ đẹp. Vẻ đẹp ngoại hình có thể khiến bạn trở nên cuốn hút, nhưng không thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Vẻ đẹp nội tâm thường kín đáo và khó nhận ra, nhưng nhất định sẽ cho bạn hạnh phúc cả đời. Vậy theo bạn, ngoại hình của người phụ nữ quan trọng hay là hạnh phúc quan trọng? Vì không thể yêu nên không thể làm bạn. Người nữ, vậy cho em thường xuyên gặp anh, được không? Người nam, có lẽ là không. Anh không muốn có một người bạn khác giới nào ngoài người phụ nữ của đời mình. Người nữ, tại sao vậy? Anh có thể cho em lý do chứ? Người nam trả lời, vì chúng ta không có tiếng nói chung. Anh không thể cùng em chơi những trò chơi điện tử mà con gái tụi em thường không thích. Anh cũng không thể thảo luận cùng em những điều mà con gái tụi em thường hay nhắc đến, như chuyện thời trang hay vóc dáng. Anh lại càng không thể cùng em dạo phố, không thể cùng em đi ăn uống, cũng không thể cùng em đi xem phim. Bởi những điều ấy anh sẽ chỉ dành cho vợ mình. Hơn nữa, gặp gỡ em sẽ khiến vợ anh suy nghĩ. Anh không thể làm cô ấy tổn thương vì điều nhỏ nhặt này. Điều mà người đàn ông tự hào nhất không phải là có bao nhiêu người phụ nữ, mà là có một người phụ nữ bước cùng anh ta đến cuối cuộc đời. Điều mà người phụ nữ tự hào nhất không phải là có bao nhiêu người đàn ông yêu thương mình, mà là người đàn ông của cuộc đời họ có thể vì họ mà từ chối bao nhiêu người con gái. Người đàn ông cần bản lĩnh trước cám dỗ bên ngoài. Người phụ nữ cần nhẫn chịu trước cô đơn. Là người đàn ông, hãy nâng niu người phụ nữ gọi bạn bằng một tiếng thiêng liêng. Khi còn là một thiếu nữ, cô ấy sống ở nhà cha mẹ. Từ nhỏ chưa từng ăn cơm bên ngoài, chưa từng uống một ngụm nước bên ngoài. Nhưng chỉ vì một người đàn ông mà cô ấy sẵn sàng rời xa vòng tay cha mẹ để dành trọn phần đời còn lại cho bạn. Khi làm một người vợ, cô ấy coi cha mẹ chúng ta là cha mẹ cô ấy, coi anh chị em chúng ta là anh chị em của cô ấy. Ta thử nghĩ xem, nếu có lỗi với cô ấy, chẳng phải chúng ta có lỗi với lương tâm của mình hay sao? Đàn ông ăn một bữa no đã vội vàng ra ngoài dạo bước cho tiêu cơm. Còn vợ bạn 9 tháng 10 ngày mang thai, từng đó ngày tháng quả là không dễ dàng. Nếu không vì khát khao được làm mẹ, có lẽ không có ai dũng cảm đối mặt với thử thách ấy trong 9 tháng 10 ngày.
cũng không dễ dàng gì mới vượt cạn sinh nở để được mẹ tròn con vuông. Bạn thử nghĩ xem, nếu có lỗi với cô ấy, chúng ta đã xứng đáng với những điều cô ấy dành cho ta hay không? Khi gọi bạn một tiếng chồng, cô ấy mong bạn có thể gánh vác trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình, mong muốn bạn giống như cây cổ thụ vững chắc để cô ấy nương tựa suốt cuộc đời. Khi gọi bạn một tiếng chồng, cô ấy mong bạn hãy biết yêu thương, biết nâng niu cô ấy, bởi dẫu sao cô ấy đã từ bỏ cả thiên đường của riêng mình để theo bạn. Khi được gọi một tiếng chồng, bạn nên học cách khiêm tốn, học cách lắng nghe. Người phụ nữ nào cũng rất trung tình và mẫn cảm, đôi khi sẽ cố tình gây sự chỉ để muốn biết bạn yêu cô ấy đến nhường nào. Vào lúc đó, bạn nhất định phải khoan dung và độ lượng với cô ấy. Đừng nên gây sự cãi lộn nếu không muốn làm cô ấy tổn thương. Khi được gọi một tiếng chồng, bạn hãy ôm cô ấy thật chặt để cô ấy cảm thấy vững chãi và được yêu thương khi ở trong vòng tay bạn. Khi được gọi một tiếng chồng, cô ấy đã trao trọn trái tim cho bạn, đã coi bạn là cả bầu trời, là cả thế giới của cô ấy. Ngoài bạn ra, tất cả chỉ là hai màu đen trắng. Chỉ có bạn mới mang tới sắc màu cho cuộc sống của hai người. Khi được gọi một tiếng chồng, thì những lúc cô ấy rơi lệ, bạn hãy kéo cô ấy vào lòng để cô ấy thỏa thê khóc trên vai bạn. Và cũng đừng quên lau nước mắt và động viên cô ấy, bởi vì chỉ có tình yêu của bạn mới có sức mạnh để cô ấy vượt qua mọi thăng trầm. Khi bạn nghe thấy một tiếng gọi chồng, là bạn đã có rất nhiều điều ý nghĩa thiêng liêng. Vì vậy, mong bạn hãy trân trọng và biết trân quý nhân duyên vạn cổ này. Sưu tầm bài lưu.vn. Thưa các bạn kính quý, để khép lại clip này, xin mời các bạn nghe bài thơ Hết bướm vàng của Nguyễn Bính. Anh trồng cả thảy hai vườn cải, tháng chạp hoa non nở cánh vàng. Lũ bướm láng giềng đang khát nhụy, mách cùng gió sớm rủ dê sang. Qua dầu tầm xuân thấy bướm nhiều, bướm vàng vàng quá bướm yêu yêu. Em sang bắt bướm vườn anh mãi, quên cả làng ngang đồng trống trèo. Cách có một hôm em chẳng sang, hôm nay rã đám ở làng ngang. Hôm nay vườn cải hoa tàn hết, em hỡi từ nay hết bướm vàng. Năm sau vườn cải nở hoa vàng, bướm lại sang mà em chẳng sang. Thui thủi một mình anh bắt bướm, trống trèo thưa thớt đám làng ngang. Em đã sang ngang với một người, anh còn trồng cải nữa hay thôi. Đêm qua mơ thấy hai con bướm, khép cánh tình chung ở giữa trời. Xin cảm tạ các bạn lại hạ cố ghé xem. Thân ái, kính chào các bạn.